Tối qua ngày 9 tháng 11, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết ngành y tế đã sẵn sàng mở lại bệnh viện dã chiến số 1, khu ký túc xá phía Tây, số 507 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu để đón bệnh nhân mắc COVID-19. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện dã chiến số 1 chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 trở lại. Để tiết kiệm nguồn lực, trước mắt bệnh viện dã chiến số 1 khởi động khối nhà chính, khối nhà F. Mức độ thu dung điều trị của cơ sở này chủ yếu không triệu chứng, mức độ nhẹ và vừa. Tuy nhiên, bệnh viện sẵn sàng bố trí giường bệnh, nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại khu cấp cứu để cấp cứu, hồi sức bệnh nhân có diễn biến nặng trước khi chuyển về bệnh viện phổi điều trị. Các bác sĩ sẽ hội ý, hội chẩn với bệnh viện phổi trước khi chuyển tuyến. Ngành y tế cũng yêu cầu bệnh viện phổi chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng khi các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố chuyển đến. Bố trí khu riêng cho bệnh nhân lao và bệnh phổi, bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn. Trung tâm y tế huyện Hòa Vang vẫn tiếp tục hoạt động khám chữa bệnh thường quy, bố trí khu điều trị 20 giường bệnh để sẵn sàng tiếp nhận điều trị các ca bệnh nghi ngờ F1, F0 cần chạy thận nhân tạo và tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 có chỉ định phẫu thuật.